Trên mái nhà của Quý Hoàn thì lúc này cao thủ TP Bank trong trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Như vậy là trong hiệp một trận đấu này thì cao thủ TP Bank sẽ bảo vệ phần sân bên tay trái mái nhà chúng ta. Và trận đấu đã được bắt đầu. Người đang mang băng đội trưởng bên phía cao thủ TP Bank là Thanh Long, người mang số 7 bên phía cao thủ áo trắng ở trong trận đấu này. 4-2-3-1 đang là sơ đồ chiến thuật mà cao thủ Trần Việt triển khai ở trong những phút đầu hiệp 1. Trước khi trận đấu này diễn ra thì chính xác thì trước khi giải đấu này diễn ra thì các cầu thủ TP Bank cũng đã có một quãng thời đường chuyền dài của Huỳnh Tâm. Đây là cơ hội dành cho các thủ Trần Việt. Cơ hội đây rồi. Đã có bàn thắng đầu tiên mùa giải. Một màn khởi động rất ngọt ngào của cao thủ Trần Việt. Như vậy là người ghi bàn cho cao thủ Trần Việt là cầu thủ mã số 24 Hương Ngọc Mẫn. Tỷ số là 1-0. Tầm Quang Hải. Quang Hải đường chuyền. Không được. Vẫn còn. Long Toàn dứt điểm. Không vào. Đó là pha mà cao thủ TP Bank. Và đá phạt của Nguyễn đánh đầu. Không vào. Đó là đường chuyền của Quang Hải. Đường chuyền của Quang Hải hướng đến cái đầu của Hồng Tấn Đạt, người đang có chiều cao tốt nhất trong đội hình thi đấu của cao thủ TP Bank. Những pha đánh đầu của đây là hai cầu thủ có khả năng chuyền bóng rất tốt bên phía cao thủ TP Bank. Đây là trong Long Toàn. Long Toàn. Long Toàn quyết định đi bóng dứt điểm. Không vào. Cơ hội. Vào. Pha dứt điểm của Long Toàn chưa mang lại bàn thắng nhưng tình huống bóng bật ra thì Quang Hải. Quang Hải là người đã tạo ra một tình huống dứt điểm ở phía cột 2. Trong tình huống vừa rồi thì chưa hề có lỗi việt vị của cao thủ TP Bank. Tỷ số là 1-1. Sau những nỗ lực chơi tấn công thì lúc này cao thủ TP Bank đã có được bàn thắng gỡ hòa. Bàn công tăng thắng có công rất lớn của sau khi tham khảo và sơ vận Gopen dành cho các thủ TP Bank. Và sẽ có một thẻ vàng dành cho Huỳnh Chí Bình. Thẻ vàng Thành Long. Thành Long dứt điểm. Vâng. 2-1 dành cho các thủ TP Bank. Và thêm một pha ăn mừng quen thuộc nữa của cao thủ TP Bank. Tỷ số được nâng lên 2-1. Lần đầu tiên trong trận đấu này thì cao thủ Trần Việt đã bị vươn lên. Bây giờ thì cầu thủ số 21 của cao thủ Trần Việt và cầu thủ số 9 sẽ được tung vào sân. Đó là Trần Duy Quang. Biển những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức hiệp 1. Cao thủ TP Bank đang dâng cao đội hình. Đây là pha phản công dành cho cao thủ áo xanh. Đường chuyền của Đăng Tường không được. Pha chuyền bóng của Đăng Tường có vẻ như có thẻ vàng thứ hai. Cầu thủ số 30 đã cố tình dùng tay chơi bóng và Võ Hoàng Long đã nhận thẻ vàng thứ hai. Phút còn lại trong hiệp 2, cầu thủ Trần Việt sẽ chơi được chơi hơn người và đá thẳng. Bóng đã không qua hàng rào.
Tiến Châu. Còn đây là Phước Lùi. Xuống biên. Lần này là một pha quét trụ và đã có tình huống cắt còi. Người đã mang lại cho cầu thủ Trần Việt một tình huống đá pen là Duy Quang. Ngay sau khi mất người thì cầu thủ áo xanh lại được hưởng một pha đá pen. Đây là tình huống đá pen thứ hai trong trận đấu này. Và lần này thì nó thuộc về cầu thủ Trần Việt. Đây sẽ là tình huống đá pen dành cho các thủ Trần Việt. Họ đang hy vọng để có được bàn thắng gỡ hòa. Pha dứt điểm. Cầu thủ mang số 6 Đăng Tường đã gỡ hòa cho các thủ Trần Việt. Và họ đang có một lợi thế rất lớn khi mà được chơi hơn người những phút còn lại hiệp 2. Cầu thủ TP Bank đang là đội bóng chơi tốt ở nửa cuối của hiệp 1. Nguy hiểm. Cơ hội. Đây là cầu thủ mã số 21 Duy Quang. Mất bóng rồi. Văn Thắng dứt điểm từ xa. Không vào. Bóng đã bật sang ngang. Bất ngờ khi mà cao thủ TP Bank chơi thiếu người, họ lại đang dâng cao đội hình và chơi tấn công. Đó là pha dứt điểm làm trao đảo. Phản công dành cho Trần Việt. Đây là cơ hội dành cho Hồng Chính. Làm gì đây? Không được rồi. Vẫn còn. Việt Minh sau. Việt Minh sau. Cuối cùng thì bóng đã được phá ra. Trần Long Toàn. Trần Long Toàn. Long Toàn. Không có nhiều sự hỗ trợ và Long Toàn nguy hiểm cơ. Không vào. Những cơ hội nguy hiểm hơn sau khi bị mất người của cầu thủ TP Bank. Bóng vẫn chưa đi hết đường biên. Phước Lùi. Và đá thẳng, nguy hiểm. Đó là pha đấm bóng của thủ thành Văn Hưng. Trần Long Toàn. Đường chuyền vào của Long Toàn. Đó là một pha phá bóng. Một tình huống đánh chặn bóng bổng của hậu vệ mã số 3 Diên Khùi. Đường chuyền của Quang Hải. Nguy hiểm. Không vào. Bóng một lần nữa chạm sang ngang. Trần Long Toàn. Long Toàn đã không thể kiểm soát được trái bóng vừa rồi. Phước Lùi là người đã phá bóng lên. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa cầu thủ Trần Việt và cầu thủ TP Bank. Một trận đấu mà cầu thủ TP Bank đã chiến đấu với một tinh thần rất cao và quả cảm. Khi mà họ đã bị thiếu người gần như những phút cuộc thi đấu của hiệp 2. Và sau trận đấu này sẽ là lễ khai mạc rất hoành tráng của chúng tôi. Rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và cổ vũ.